Các nhà cung cấp nước ngoài như Google, Facebook, TikTok, Netflix sẽ phải thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế quý 1 năm 2022 chậm nhất vào ngày 30 tháng 4 năm nay. Nếu sau ngày này, các nhà cung cấp nước ngoài vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thì sẽ bị cơ quan thuế lập danh sách và thông báo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Việt Nam và các kênh thông tin truyền thông khác. Đây là thông báo của Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế vừa được gửi tới các nhà cung cấp nước ngoài ngày 28 tháng 4. Đến thời điểm hiện nay, Cục thuế doanh nghiệp lớn đã tiếp nhận cấp mã số thuế cho một số nhà cung cấp nước ngoài để nộp thuế. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà cung cấp nước ngoài vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ này.